Và như em thấy thì YouTube mà cứ mới lập kênh ra mà ngay từ đầu mình làm tốt ấy, tốc độ phát triển nó nhanh hơn gấp 10 lần 100 lần những Đúng cái rồi, đúng kênh rồi. mà cứ làm cách lan man và cũng đúng hướng thì làm kênh thì phát triển chậm. Đấy, cái thực tế của em là thấy như thế, thì cái kênh mới mà làm tốt thì nó lên rất là nhanh. Đúng rồi. Đấy, cho nên là ví dụ như em hay là các bạn học mà muốn học làm YouTube thì em nghĩ là đầu tư kiến thức trước rồi làm thì cái kênh nó phát triển nhanh chóng rất là nhiều. Còn mình vừa làm vừa học thì cảm giác cái kênh nó bị chậm phát triển. Đúng rồi, chính xác là anh thấy như thế đó. Vì thực ra là cái ban đầu anh thấy là cái nào mọi sự là nó là từ cái đầu tư trước, chứ không phải tự nhiên mà mình chẳng đầu tư cái gì mà nó có, thì thực ra nó khó, với cả là mình không đi đúng hướng ấy thì nó rất là loãng đó. Thì YouTube thì có những cái mà gần đây em mới biết rồi, rồi bắt đầu học anh em mới biết hơn nữa, thì có nhiều cái mình sẽ làm bị sai hướng, em nói thật là sai hướng. Đấy, thì cái quan trọng không phải là làm thế nào cái hướng đi mình đúng, thì cái buổi học em tập kết lại là mình có cái sườn, có cái khung và có cái hướng đi đúng để mình làm phát triển kênh. Đấy, đó là cái điều nó rất là quan trọng. thì ở đấy thì anh cũng chúc là ví dụ anh thì mục đích của anh thì anh bán hàng cũng nhiều, ra nhiều học viên cũng bán hàng của anh lắm. Ví dụ như hôm hôm nọ đó em hỏi mấy cái ông nào nào đó, ông là học viên từ ngày ngày trước của anh cả thôi đấy, Vâng, luôn. tức là rất nhiều những học viên của anh, kể cả là em nói các ông nào ấy, tất nhiên là trong trong nó có rất nhiều sản phẩm thì anh cũng không thể nào nhớ hết được. Thì ngày trước ấy thì anh mở online ấy, thì mỗi tháng là cũng có được 500-600 người học cơ, thì anh cũng không nhớ hết được. Nhưng mà cái ông nào mà thỉnh thoảng hay nói chuyện với anh ấy là tự nhiên anh nhớ. Ví dụ như cái ông Châu Vàng ấy là ông hay nói chuyện với anh, thì anh mới nhớ, chứ không thì làm sao anh nhớ được. Tự nhiên anh nhận cái ông này rõ ràng ấy mà. Chứ còn rất nhiều là về bất động sản này. Bất động sản rất nhiều, Vin Vin làm rất nhiều.